Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video mới nhất của hưng ngày hôm nay và Hôm nay thì hưng gửi đến tất cả mọi người cái bản giá lăn bánh của VinFast VF6 à, Trong tất cả những cái phiên bản mua Chúng ta sẽ có là phiên bản buy, à, thuê binh, mua binh và phiên bản plus, mua binh à, và thuê binh Đầu tiên đó chính là phiên bản buy, thuê binh mọi người nha Chúng ta sẽ có cái giá niêm yết là 675 triệu à, Nếu như mà chúng ta mua binh thì sẽ thêm 90 triệu nữa sẽ là 765 triệu ở phiên bản Plus thì chúng ta sẽ có cái giá thuê pin là 765 triệu và giá mua pin luôn là 855 triệu. Với cái cọc tiên phong nếu như mà khách hàng cọc từ ngày 20 tháng 10 cho đến hết ngày 30 tháng 10, tức là đâu đó tầm 10 ngày thì chúng ta sẽ được ưu đãi là 20 triệu. À, trực tiếp vào cái giá này miết thì chúng ta sẽ còn lại cái à, cọc ở dưới cùng. Đấy là cái cọc số 1, cái hàng số 1 mọi người nha. Giá sẽ là 655 triệu dành cho à, VF6 bay thuê pin và nếu như mua pin là 745 triệu. Và tương tự nếu như mà chúng ta chọn VF6 Plus thì thuê pin sẽ là 400 745 triệu và mua pin sẽ là 835 triệu. Đấy như vậy thì mình phải nhìn vào cái giá mà khi chúng ta à, đã được ưu đãi đó là à, VF6 bản bay chúng ta sẽ có cái giá là 655 triệu một mức giá cũng rất là hợp lý nếu như mà thuê binh với cái chi phí là 1 triệu tám một tháng đấy nhiều khách hàng đang so sánh giữa cái phiên bản mua binh và những cái dòng xe khác hàng B hàng C thì hưng thấy là nó khi mà chúng ta mua binh luôn thì cái chi phí sử dụng của vf 6 nó rất là nhỏ so với một chiếc xe một chiếc xe xăng cùng phân khúc đấy còn khi mà chúng ta thuê binh thì chi phí sử dụng nó mới ngang bằng thậm chí là nó còn rẻ hơn so với xe xăng cùng phân khúc thì nó mới hợp lý À, và à, khi mà chúng ta thuê pin thì chúng ta cũng được bảo hành 7 năm à, và chúng ta khi mà chúng ta dùng chai pin thì cũng được đổi nó rất là hợp lý trong cái tình huống này còn khi mà khách hàng à, so sánh giữa hai chiếc xe à, mua pin à, xe V6 mua pin và một chiếc xe xăng thì hưng thấy nó sẽ bị hơi bị à, khập khí một tí rồi à, tiếp tục à, về cái phần lăn bánh thì chúng ta sẽ có cái phí trước bạ của xe điện sẽ là không đồng À, về phí cấp biển số thì sẽ là 1 triệu ở khu vực hiện tại của Hơn ở đó nha Đó là Đà Nẵng, quảng Nam thì cũng sẽ tùy vào nơi sẽ có là 1 triệu hoặc là 200 ngàn Tùy vào khu vực hoặc là 500 ngàn à, Về phí đăng kiểm là 90 ngàn Phí đường bộ 12 tháng à, nếu như mà mua khách hàng mua cá nhân là 1 triệu 560 ngàn Mua doanh nghiệp thì sẽ cao hơn một tí là 2 triệu 160 Về bảo hiểm dân sự bắt buộc sẽ là 480 000 đồng giá Bảo hiểm thân vỏ thì Hưng sẽ tính theo cái giá, giá niêm yết của xe. đấy Như vậy thì mọi người thấy là nó sẽ rơi vào tầm 9 triệu trở lên. 9 triệu đến 10 triệu và đến 11 triệu rưỡi dành cho các phiên bản nha. Rồi về phí dịch vụ đăng ký, khám xe, bọc biển, tất cả từ A đến Z khi mà nhận đi làm xe cho anh chị thì sẽ là 3 triệu. Như vậy thì tổng lại chúng ta thấy là chi phí lăn bánh một chiếc xe điện V6 nó chỉ từ 15 triệu cho đến 17 triệu một chi phí rất là rẻ nha bởi vì nó không có lệ phí trước bạ đối với xe xăng thì hiện tại đang được nhà nước hỗ trợ 50 phần trước bạ nhưng mà khi hết cái phần 50 này qua năm thì nó sẽ hết hết uh, giảm và nó sẽ trở lại một định là 10 là 10 phần đấy như vậy thì tổng chi phí để lăn bánh được tạm tính hiện tại để lăn bánh được chiếc V6 bản tiêu chuẩn bản bay sẽ là 670 triệu nếu như một khách hàng thuê binh và 761 triệu nếu như khách hàng mua luôn pin. Ở phiên bản Plus thì chúng ta sẽ có cái chi phí lăn bánh khi mà khách hàng thuê pin sẽ ngang bằng với khi mà khách hàng mua pin con bản bay. Đấy là 761 triệu nha. Còn nếu như mà anh chị mua luôn pin thì sẽ thêm 90 triệu nữa thôi. Đó, thì nó sẽ cộng dần vào là thành là 852 triệu hơn một tí. Đấy như vậy thì mức giá lăn bánh của V6 tất cả các phiên bản là hưng đã đưa ra cho khách hàng đây, từ phiên bản thuê binh mua binh của hai phiên bản base và phiên bản plus à, anh chị có thể nhìn vào đây để chúng ta có một cái um, so sánh tổng quan nhất về giá lăn bánh của xe vf 6 hạng b suv so với những chiếc xe cùng phân khúc Đấy, và chúng ta sẽ thấy được rằng cái chi phí sử dụng của vf 6 nó hợp lý nó phù hợp như thế nào và chúng ta sẽ đưa ra cái lựa chọn của mình Đấy và video của Hưng đến đây là kết thúc. Nếu như mà anh chị nào đang quan tâm về V6 thì có thể liên hệ trực tiếp cho Hưng để có thể đặt cọc và nhận những cái suất đặt cọc đầu tiên, giao xe đầu tiên, giao xe sớm nhất tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.